chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh Nhà Đất Đồng Nai. Hiện tại thì Sông đang đứng trên trục đường 32m, trục đường lớn nhất tại tái định cư xã Phước Thiền. Hôm nay Sông quay cho quý anh chị một cái lô đất 108m, ngang 4,5m, dài 24m. Lô đất này thì còn 1 tỷ nữa mới đặt cái giá đỉnh, thì so với hiện tại anh chị mua rẻ hơn là khoảng gần 30% anh chị nha. Lô đất này em đảm bảo với anh chị 100%, anh chị mua là có lời chắc, nhưng mà thời gian là từ 2 tháng đến 3 tháng trở đi. Còn giá hiện tại trung bình chung thì khoảng 3 lô đang bán giá này, nhưng mà cái lô em quay là vị trí đẹp nhất, không dính cống, không dính trụ, giá 3,5 tỷ anh chị nha. Cách cái giá đỉnh là 1 tỷ, anh chị mua cực kỳ an toàn. Lô đất hôm nay em chia sẻ cho anh chị là ngay cái cây anh chị nhé. Cách cái nhà một lô đất ngang 4,5m, dài 24m, không dính cống trụ gì anh chị. Bán 3,5 tỷ anh chị nhé. Đối với trục đình này là giá đỉnh của nó là 4,5 tỷ. Do vậy nên là đối với cái lô đất này anh chị mua là cực kỳ an toàn. Đường này là đường lớn nhất tái định cư xã Phước Thiền, ngang 32m, lòng đường nhựa là 20m, mỗi bên đi bộ là 6m anh chị nhé. Xong tính luôn rồi đó là 15 viên gạch đấy, 15 nhân 4 là 6 đấy. Trục đường này thì cái hướng tây anh chị kết nối trực tiếp với khu trung tâm thương mại khoảng 1 hecta. Trong thời gian sắp tới này nữa, theo cái thông tin quy hoạch đó là tầng 1, tầng 2 là sẽ là cái khu trung tâm thương mại, còn tầng 3 trở lên á là nhà ở xã hội anh chị. Đó là cái khu quy hoạch. Về hiện tại phía nam của tái định cư xã Phước Thiền hiện tại là không cho xây dựng, và quy hoạch trung tâm thương mại xã Phước Thiền tầm nhìn tới năm 2030 sẽ trở lên thị trấn anh chị nhé. Nếu mà huyện Nhân Trạch chưa đạt cấp độ lên thành phố thì xã Phước Thiền sẽ lên thị trấn trước. Đó là tầm nhìn của xã, còn tầm nhìn của huyện á là lên thành phố luôn. Nên là em chia sẻ sơ cho anh chị. Còn phía đông bắc là có trường cấp 3 khoảng 1 hecta, trong vòng khoảng 1 đến 2 năm tới là xây dựng. Bởi vì trường mẫu giáo, trường cấp 1 là huyện Nhân Trạch xây rất là nhiều, trường cấp 2 cũng vậy, riêng trường cấp 3 là chưa có chỗ nào xây dựng. Đối với khu vực xã Phước Thiền thì trường cấp 3 là đã khảo sát địa chính rồi. Nên là cái lô đất này là cực kỳ đẹp để cho anh chị đầu tư nhé. Lô đất ngay chỗ cái cây, qua bên trái 4,5m, vào sau 24m, bán giá 3,5 tỷ, gửi tới quý anh chị và nhà đầu tư thông tin nhé. Hướng đông là hướng ra trục đường Trần Phú anh chị. Đây là cái khu vực mà không cho xây dựng cách đây khoảng 10 năm rồi anh chị. Và quy hoạch thì sau khi trường cấp 3 làm thì đường này chắc chắn phải làm anh chị nhé. Vì trường cấp 3 mấy cái đường dân sinh là 5m thì không đủ bề ngang để phục vụ cho một cái ngôi trường cấp 3 khoảng 5.000 học sinh. Đấy, nên là cái đường này chắc chắn sẽ làm. Gửi tới quý anh chị và nhà đầu tư lô đất đẹp nhé. Anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ cho Sông. Thông tin về quy hoạch, về giá cả, về hạ tầng, về tình hình thực tế khu vực, anh chị nào có nhu cầu thì cứ gọi cho Sông. Nhất thiết phải mua, không nhất thiết phải mua bán anh chị nhé. Anh chị có xuống huyện Nhân Trạch thì mời em ly cà phê cũng được, không sao cả. Hoặc là ghé lại chỗ nhà em chơi. Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư đã xem kênh nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp, giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Về tiện ích và tiềm năng đầu tư của khu tái định cư xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khu tái định cư xã Phước Thiền này là rộng 12 hecta. Trong đó là có hai khu công viên rộng gần 1 hecta, có trường cấp 1 đang hoạt động, trường cấp 3 đã khảo sát địa chất và chuẩn bị thi công. Theo các giáo viên của trường cấp 3 Phước Thiền chia sẻ thì trong vòng khoảng 1-2 năm tới là anh chị sẽ chuyển về cái khu vực Phước Thiền này, là ngay ngôi trường chuẩn bị triển khai anh chị.
có khu công viên trung tâm của xã Phước Thiền, đường kết nối từ Bắc xuống Nam vào khu nghiệp, đó là đường chính tái định cư xã Phước Thiền. Đó, dự án tái định cư xã Phước Thiền là dự án đẹp nhất của xã Phước Thiền hiện tại, tập trung nhà dân có trình độ cao, có cái hướng ra những cái khu vực tốt để sinh sống, môi trường tốt, và là khu vực có địa chất nền đất cao của xã Phước Thiền anh chị nha. Từ cái khu tái định cư Phước Thiền anh chị ra đường cao tốc Long Thành Dầu Dây là 1,2 km theo đường Lý Thế Tổ ra cao tốc anh chị. Giờ em quay xung quanh cho anh chị xem về cái tiện ích và tiềm năng của khu vực này. Thì đối với cái trường tiểu học này á, thì đã hoạt động được 2 năm và có khu công viên xung quanh. Thì để giờ em chạy em quay cho anh chị xem, cũng như là trục chính anh chị nhé. Đây là trục chính kinh doanh mua bán của xã Phước Thiền. Cách nối phía Bắc là đường Lý Thái Tổ, về phía Nam là khu công nghiệp Mộc anh chạy, là đường đi của cán bộ công nhân viên vào buổi sáng và buổi chiều. Đây là trường cấp 1, đây là khu công viên xung quanh trường cấp 1 anh chạy. Giờ em quay lại khu công viên trung tâm cũng như là trường cấp 3, chạy ra cao tốc cho anh chị xem về cái tiềm năng khu vực này. Đây là khu công viên trung tâm của tái định cư xã Phước Thiền anh chị. Xung quanh công viên này thì có hai dòng sản phẩm 5x20 và 4x20 anh chị nhé. Đây là góc phía đông bắc của tái định cư xã Phước Thiền. Khoảng 1 hecta đất chỗ này anh chị là xây dựng trường cấp 3 phục vụ cho xã Phước Thiền, thị trấn Hiệp Phước và xã Long Thọ, một phần của xã Phú Hội anh chị nhé. Thì khu trường cấp 3 này cũng rất là rộng luôn anh chị, bao quanh cái đường tranh kìa, đường tranh là nhà dân. Qua tới cái đường nhà dân bên kia, xuống tới cái đường nhà dân dưới này anh chị nhé. Đây là khu công viên trường cấp 3, đã kiểm tra địa chất anh chị. Và theo cái nguồn tin thực tế về giáo viên của trường cấp 3, thì anh chị nói là trong vòng khoảng 1-2 năm tới thôi là anh chị sẽ về đây dạy. Thì rất là nhiều giáo viên cấp 3 mua đất trong này anh chị. Lô 5x20 cũng có mà 4x20 cũng có, bởi vì anh chị thấy tái định cư nó đẹp và bên cạnh trường học á, bên cạnh chỗ anh chị dạy học luôn,
Thì khi đó thì anh chị chỉ cần mua chiếc xe đồn thì anh chị dạy ở đây luôn. Tới đây là trạm thu phí 319 cao tốc Long Thành Dầu Dây rồi anh chị. Thì từ khu vực chỗ cao tốc Long Thành Dầu Dây, anh chị đi theo đường 319 xuống đường Lý Thái Tổ vào tái định cư xã Phước Thiền. Đúng 1,2 km anh chị nha. Đúng 1,2 km. Ngay cái chân trạm thu phí 319 của xã Phước Thiền này có cái quán cà phê này anh chị nè, là cực kỳ đẹp. Cà phê nhà vườn, người dân ở xã Phước Thiền đầu tư rất là đẹp anh chị nhé. Anh chị thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương xuống đây thì ghé lại quán cà phê này thưởng thức. Đây là trạm thu phí rồi, gửi anh chị cái tiện ích và tiềm năng của khu tái định cư xã Phước Thiền nhé, ngay chân cao tốc luôn anh chị. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.